Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam sẽ giúp khắc phục cơ cấu kinh tế khép kín của địa phương và khai thác tối đa nguồn lực của xã hội. Cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn mặn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chương trình hòa nhạc đặc biệt có tên gọi Mùa Xanh Yêu Thương nhân ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ ngày 2 tháng 4. Thưa quý vị, mới đây lãnh đạo các nước đã gửi điện chúc mừng lãnh đạo nhà nước Quốc hội Việt Nam vừa được Quốc hội bầu nhân dịp ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2 tháng 4, đồng chí Chumali Sainyasorn, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã gửi điện mừng tới đồng chí Trần Đại Quang. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Lào cũng đã gửi điện mừng tới bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Cùng ngày, Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trước đó, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang cũng đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cũng trong ngày 2 tháng 4, Tổng thống Liên bang Nga Putin đã gửi điện mừng chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Liên kết vùng là biện pháp khắc phục cơ cấu kinh tế khép kín của địa phương và khai thác tối đa nguồn lực của xã hội. Đây là nhận định của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tại Hội thảo quốc tế Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam do Ban Kinh tế Trung ương, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam và Ban điều phối vùng Duyên hải miền Trung tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 4 tại Hà Nội. 9 trên 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với hạn mặn kỷ lục. Hàng chục nghìn hộ dân khu vực miền Trung, Tây Nguyên thiếu nước sinh hoạt do hạn hán. Những ví dụ được nêu ra ở hội thảo cho thấy, nếu không có liên kết vùng, không thể giải quyết nhiều vấn đề. Không chỉ vậy, đã đến lúc phải sử dụng nguồn lực hợp lý để giải quyết những bài toán kinh tế xã hội, môi trường mà từng địa phương khó đủ năng lực để giải quyết. Để mà tối đa hóa các cái lợi ích và nâng cao cái chất lượng tăng trưởng, bằng cách là phát huy cái lợi thế so sánh của cái từng địa phương trong vùng, chứ không phải rằng là địa phương nào có cái lợi thế gì thì làm cái đó, khắc phục cái tình trạng là nền kinh tế bị chia cắt bởi địa giới của 63 tỉnh thành phố, cắt cứ như là 63 cái nền kinh tế, như vậy thì là không ổn một chút nào. Liên kết vùng không phải vấn đề mới, đã có các ban điều phối vùng nhưng hoạt động chưa đều, một năm họp 1 đến 2 lần, khó có thể tác động tới điều hành kinh tế xã hội khu vực. Điều này phần lớn là do thể chế quản trị, điều phối thiếu thẩm quyền. Ở Việt Nam thì có rất nhiều cơ quan, nhưng chưa có cơ quan nào thúc đẩy liên kết vùng. Để khắc phục lỗ hổng đó, không nhất thiết phải có cơ quan mới, mà có thể rà soát lại các cơ quan cũ và trao thêm quyền cho họ, đủ điều kiện hoạt động. Để phát triển liên kết vùng, nên tập trung vào hai lĩnh vực, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Các tỉnh phải ngồi lại với nhau để xác định nguồn ưu tiên cũng như các khoản đầu tư, để phân bổ đầu tư hợp lý, không bị chồng chéo, lãng phí. Liên kết vùng cũng không chỉ là câu chuyện của nhà nước, mà còn phải huy động nguồn lực xã hội để thực hiện. Với những chuỗi giá trị sản xuất trong khu vực, phải thu hút được sự tham gia của doanh nghiệp mới tạo được sự kết nối. Có cái ngành mà phát triển trong vùng ấy, thì phải tạo ra những cái hấp dẫn. Nhưng mà không phải là bằng quyền lực mệnh lệnh. Mà cái hấp dẫn là gì? Tôi nói là ví dụ như tập trung hạ tầng cho họ tốt, tập trung cho họ liên kết nó tốt, tập trung cho họ là một số cái chính sách hỗ trợ nhà nước. Làm sao cho cái việc phát triển cái ngành ấy, tại cái vùng đấy hay là một cái chuỗi ngành nào đấy nó thuận lợi. Thế như thế thì họ sẽ sẵn sàng là người ta vào. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực đã được xây dựng quy chế thí điểm về điều phối liên kết vùng, hiện đang chờ phê duyệt. Hạn mặn diễn ra khốc liệt từ đầu năm tới nay ở khu vực này đã cho thấy không thể chậm trễ hơn trong việc thực hiện liên kết vùng. Từ khu vực này có thể triển khai rộng khắp, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước trong triển khai chủ trương tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Lực lượng biên phòng thành phố Hải Phòng vừa bắt một tàu của Trung Quốc vi phạm chủ quyền trên vùng biển của Việt Nam. Trên tàu có chở theo 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc. Trong khi làm nhiệm vụ tại vùng biển cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ 12 hải lý về phía tây nam đảo Bạch Long Vĩ, Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng đã phát hiện bắt giữ tàu Quỳnh Phổ Dương Phổ số hiệu 13056. Trên tàu có 3 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc do Đàm Thủy Dương sinh năm 1978 ở Quảng Đông, Trung Quốc làm thuyền trưởng, xâm phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tàu này vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu đeo không rõ nguồn gốc, thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn. Thuyền trưởng tàu này đã khai nhận số dầu trên chở đi để cung cấp cho các tàu đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển của Việt Nam và đã thừa nhận xâm phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam. Nhằm phản đối Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, vào ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 4 năm 2016, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã biểu tình ôn hòa trước cửa nhà ga Busan gần lãnh sự quán Trung Quốc đặt tại thành phố Busan. Khoảng 200 người tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xây dựng, cải tạo trang bị khí tài quân sự trên các đảo thuộc Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, tấn công và đâm chìm các tàu của Việt Nam trên Biển Đông. Đoàn người đã tiến hành biểu tình ôn hòa trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Tất cả người tham gia mang theo quốc kỳ, mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng cùng nhiều băng rôn lớn. Chúng tôi tham gia cuộc biểu tình này, chúng tôi muốn gửi đến thông điệp đến cộng đồng người Hàn Quốc cũng như là cộng đồng bạn bè quốc tế rằng người Việt Nam chúng tôi luôn yêu chuộng hòa bình, luôn muốn giải quyết mọi tranh chấp trên phương diện hòa bình. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung gửi đến Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hàn Quốc nêu rõ hành động này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, đe dọa an ninh hàng hải, hàng không và an ninh khu vực, vi phạm nguyên tắc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình. Bản tuyên bố nêu rõ, đây là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Trước đó, ngày 27 tháng 3, người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình tương tự tại thành phố Seoul. Chúng tôi hiểu rằng tiếng nói của chúng tôi không thể một sớm một chiều sẽ làm cho chính quyền Trung Quốc có những chuyển biến trên thực địa các rõ rệt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình và cái tiếng nói của chúng tôi sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới với nhiều lần hơn và kêu gọi được cộng đồng không chỉ người Việt ở Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Cũng tại sự kiện này, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã cùng nhau có những đóng góp vật chất thiết thực vào quỹ vì chủ quyền biển đảo Việt Nam nhằm thực hiện những dự án có ý nghĩa thực tế, góp phần vào quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc một cách lâu dài. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn mặn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chương trình hòa nhạc đặc biệt có tên gọi Màu Xanh Yêu Thương nhân ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ ngày 2 tháng 4. Sáng ngày 3 tháng 4, tố lốc và mưa đá bất thường đã bất ngờ xảy ra gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh miền núi phía Bắc là Tuyên Quang và Hà Giang. Trận mưa đá với cường độ mạnh bất ngờ xuất hiện đã gây thiệt hại lớn về hoa màu trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Theo người dân địa phương, trận mưa đá đã xảy ra vào khoảng gần 7 giờ sáng. Các viên đá có đường kính trung bình từ 5 đến 15cm, làm vỡ, thủng và sập nhiều mái nhà. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện có 10 xã, thị trấn bị thiệt hại, trên 200 nhà dân và 10 nhà phòng học bị hư hỏng. Nhiều diện tích lúa, ngô và hoa màu cũng bị dầm nát. Còn tại tỉnh Hà Giang, mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng nhiều công trình và nhà dân đã bị thiệt hại nặng do mưa đá. Trận mưa này bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng và kéo dài trong gần nửa tiếng đồng hồ. Đến trưa, những viên đá vẫn kết lại thành từng mảng lớn, bám trên các mái nhà và cánh đồng. Theo thống kê, gần 1.200 hectare rau màu, ngô và dược liệu tại địa phương đã bị thiệt hại, 800 mái nhà đã bị hư hỏng nặng. Hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long đã làm gần 200.000 hectare lúa vụ đông xuân bị ảnh hưởng, nhiều nơi mất trắng.
Trong lúc chờ nước xả từ thượng nguồn và tình hình hạn mặn dự kiến là sẽ vẫn còn kéo dài, thì nhiều bà con nông dân đã bất chấp cảnh báo vẫn xuống giống vụ lúa hè thu. Theo các chuyên gia, chưa thể tiên đoán được lượng nước về tới đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy mà việc xuống giống nóng vội có thể sẽ dẫn tới thiệt hại nặng nề. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 3 hectare lúa, nguồn thu nhập chính của cả gia đình 5 miệng ăn giờ đã mất trắng. Thiệt hại về kinh tế là khoảng hơn 27 triệu đồng. Dù đã được khuyến cáo không nên xuống giống vụ xuân hè do hạn hán và xâm nhập mặn, nhưng nhiều hộ nông dân như gia đình anh Hoàng Anh, xã Long Phú, tỉnh Sóc Trăng vẫn có lý do riêng. Tại nông dân thấy giờ không có việc gì làm thì gắng làm, mà nếu là có nước ngọt thì đỡ chút. Bây giờ cũng không biết làm gì nữa, bây giờ thì... mong ngóng nước về để kịp xuống giống kịp vụ mới thay vụ lúa đã mất trắng. Bất chấp cảnh báo hạn mặn kéo dài, khoảng 1.000 hectare vụ lúa hè thu đã được xuống giống, nhưng khoảng 60% diện tích gieo mạ bị chết do thiếu nước ngọt. Người nông dân đang gặp khó khăn ở trong vụ mùa vừa rồi thì họ bị mất mùa, rồi cái giá lúa nó tăng lên thì kích thích bà con là muốn xuống giống sớm để gỡ lại những cái thiệt hại. Thì cái điều đó mà nếu cái lượng nước mà đi về mà không đầy đủ thì cái điều đó rất là rủi ro. Lượng nước đổ về từ thượng nguồn sông Mekong có những tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, rất khó để dự báo chính xác lượng nước về tới đồng bằng sông Cửu Long, và nguồn nước này chỉ là nhất thời, không mang tính bền vững. Các cái quốc gia thượng nguồn đó, đặc biệt như là Thái Lan, Lào, Campuchia, thì những năm gần đây đó, thì họ cũng mở rất là nhiều diện tích đất nông nghiệp và những cái khu dân cư và những cái khu công nghiệp rất là lớn. Và tất cả những cái phát triển này đó, nó đều đòi hỏi một cái lượng nước rất là lớn. Và do đó đó, các cái khu vực phía trên của đồng bằng mình đó, thì họ lại tranh thủ họ lấy nước. Toàn lưu vực đang bị khô hạn, và những cái nhánh sông nó cũng đang bị thiếu nước. Thì trên đường về nó sẽ chảy vào sông nhánh, nó sẽ vào những vùng đất ngập nước và nó có về được tới Campuchia, nước nó cũng vào hồ Tonle Sap. Theo dự kiến, hiện tượng El Nino sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 đầu tháng 6. Người dân xuống giống ồ ạt vụ hè thu sớm ở những vùng ven biển, vùng có nguy cơ thiếu nước sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn, bởi sau khi Trung Quốc và Lào ngưng xả nước, mặn sẽ tiếp tục xâm nhập ở những khu vực này. Như vậy thì theo ý kiến các chuyên gia, nước sẽ rất khó về với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dù nước có về thì cũng không còn kịp để cứu những cánh đồng lúa này nữa rồi. Thế nhưng mà người dân ở đây thì họ vẫn mong đợi nước sẽ về để có thể rửa mặn khỏi những cánh đồng, tiếp tục chờ đợi vào những vụ mùa sắp tới. Sóc Trăng là tỉnh thứ tư thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long công bố thiên tai do xâm nhập mặn, và không chỉ gây thiệt hại về sản xuất, hạn mặn nghiêm trọng đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trước tình hình này, những chuyến xe lưu động cấp phát nước ngọt miễn phí cũng đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để giúp người dân nơi đây. Từ hồi xưa tới giờ luôn. Hồi xưa giờ là khá đây. Đã hơn 3 tháng nay, gia đình chị Thủy phải sống chung với nước mặn. Rửa chén, đĩa, rửa rau đều bằng nước mặn, sau đó tráng lần cuối bằng nước ngọt. Chắt chiu nước ngọt là vậy, nhưng mỗi ngày số tiền dành ra để mua nước sinh hoạt cho cả gia đình gồm 4 người cũng lên tới 13.000 đồng, một số tiền không nhỏ với những người nông dân như chị. Tại năm nay nó nhiễm mặn, cái kinh ở dưới kinh nó mặn luôn, không có xài được. Không có nước ngọt thì khổ quá. Nó phải ảnh hưởng nhiều rồi, tại vì nước cái gì cũng xài nước mặn không á, rồi mình mua nước ngọt á mình xài rồi mình phải tiết kiệm. Thầy tiện tặng người đó đâu có dám xài nhiều. Sóc Trăng hiện có tới 81 xã chịu ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn. Gia đình chị Thủy chỉ là một trong số 2.400 hộ dân đang khát nước sinh hoạt trên toàn tỉnh. Hiện nay tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra trên diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Nước mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng nước sạch của người dân trong thôn. Từ ngày 9 tháng 3, theo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi huy động các phương tiện để chở nước đến cho dân. Mỗi ngày chúng tôi đã chuyển được khoảng 50 mét khối, phục vụ được khoảng là 500 hộ dân. Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ duy trì mỗi ngày, đến khi nào mà trời mưa xuống thì chúng tôi mới dừng lại.
Trung bình mỗi ngày sẽ có từ 3 đến 4 chuyến xe lưu động chở nước miễn phí tới các hộ dân tại những điểm đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Thông thường khi không có mưa thì người dân sẽ lấy nước từ con kênh này để phục vụ sinh hoạt. Nhưng với tình hình hạn mặn nghiêm trọng như hiện nay thì nước trong con kênh cũng không còn. Và những xe nước như thế này thì sẽ giúp người dân thoát khỏi tình trạng khát nước sinh hoạt. Có xe nước thì đỡ, không có tốn tiền mua nước nữa. Cảm thấy rất vui. Thấy vui tại vì có nước khỏi đi chở nữa. Cả hơn nửa tháng rồi thì dân ở đây nó phấn khởi. Trời ơi, làm gì mà được, có cái nước như vậy không tôi. Xách đây xài đây. Nếu có tiền thì mua ba cái phèn đó lắm, còn không có thì thôi nó ngứa. Mấy đứa nhỏ nít thì kệ phải chịu chứ sao vậy. Như năm nay thì thiệt quá mừng. Dự kiến trong tháng 4, hơn 10.000 mét ống sẽ được đầu tư để mang nước về cho 500 hộ dân. Và đến cuối năm nay, 80.000 mét ống cũng sẽ được hoàn thành để phục vụ 2.000 hộ dân còn lại, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước nghiêm trọng do hạn mặn. Tới tháng 5 này là tròn 2 năm thành phố Hạ Long thực hiện dự án di dân làng chài nhằm bảo vệ môi trường và cảnh quan của Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên của thế giới. Cũng nhờ có dự án này mà gần 400 hộ ngư dân vốn sống lênh đênh trên biển đã có nhà cửa trên bờ một cách khang trang. Tuy nhiên thì giải pháp nào để tạo điều kiện cho ngư dân có thu nhập ổn định sau khi tái định cư thì vẫn đang khiến cho chính quyền thành phố nơi đây phải chăn trở. Vâng. Bán tạp hóa tại nhà, còn chồng thì chạy xe ôm. Ở khu tái định cư làng chài Hạ Long, đây là một trong số ít ỏi những hộ gia đình ngư dân không còn theo nghề đi biển. Kể từ ngày lên bờ, nhà cửa khang trang, nhưng cuộc sống của họ thì lại eo hẹp hơn nhiều so với trước kia. Nói thẳng là cái công việc thì nó không phù hợp với bọn em ở dưới biển nó quen rồi. Thế sống trên nhà thì công việc ở trên này thì bọn em không phù hợp thì không làm được như dưới biển. Làng biển vắng người, ngoài số ít làm nghề giặt là, chạy xe ôm hay cắt tóc, 85% số lao động trong làng vẫn sống nhờ nghề đi biển. Khó khăn lớn nhất là trình độ dân trí của bà con là thấp, đa số là không biết chữ. Do đó việc tổ chức dạy nghề còn gặp những bất cập. Đối với những ngư dân làng chài, nếu như gió bão biển khơi trước đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, thì nay chuyện mưu sinh tìm kiếm việc làm trên bờ lại không hề đơn giản. Luồng cái xà cong, đã có những hộ dân quay trở lại biển, đóng thuyền bám biển để mưu sinh do không quen với cuộc sống trên bờ. Nguy cơ dự án di dân làng chài Hạ Long khó đạt được hiệu quả như kỳ vọng rất có thể xảy ra nếu như không có những giải pháp ổn định, bền vững, lâu dài trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân sau tái định cư. Nhận thấy điều này, thành phố Hạ Long đang gấp rút hoàn thành công trình nạo vét luồng cái xà cong, cửa ngõ ra biển gần nhất, giúp ngư dân thuận tiện làm ăn, tiếp tục bám biển. Và bên cạnh đó còn là những giải pháp để dự án thành công bền vững trong tương lai. Thành phố cũng sẽ phối hợp tích cực với ngân hàng chính sách, cũng như là các cái doanh nghiệp mở những cái lớp dạy nghề theo cái hướng là cầm tay chỉ việc cho bà con, rồi cho vay vốn và có những chính sách mà hỗ trợ về y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Có một tín hiệu vui từ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Nhờ di dân lên bờ, môi trường nước ở khu vực các làng chài trước đây đã tốt hơn rất nhiều do nước sinh hoạt thải ra không còn nữa. Đây chính là kết quả bước đầu đáng ghi nhận và rất cần phát huy từ dự án di dân làng chài trong việc bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới. Ngày 2 tháng 4 là ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ. Rất nhiều hoạt động đã diễn ra và cộng đồng cũng đã có dịp hiểu hơn về những khó khăn mà những người tự kỷ đang phải đối diện. Nhưng đồng thời cũng được chứng kiến sự nỗ lực vượt bậc của trẻ tự kỷ và cha mẹ của các em. Nhân dịp này, một chương trình hòa nhạc đặc biệt có tên gọi Màu Xanh Yêu Thương do nghệ sĩ viola quốc tế Nguyễn Nguyệt Thu tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Bản thân chị Nguyệt Thu cũng là người mẹ có con tự kỷ và chị đang dùng chính âm nhạc của mình để dạy cho trẻ tự kỷ. Ca khúc You Raise Me Up được lựa chọn để mở đầu chương trình như một thông điệp của các nghệ sĩ gửi đến khán giả. Mỗi người đều có thể vượt qua những khó khăn nếu nhận được sự quan tâm chia sẻ của những người xung quanh. Và cách mà nghệ sĩ viola Nguyễn Nguyệt Thu chia sẻ với những em nhỏ mắc chứng tự kỷ đó là trao gửi tình yêu thương của âm nhạc.
xã hội hãy nhìn nhận những cái người mang chứng tự kỷ làm những trường hợp khác biệt, chứ không phải là những người chậm phát triển. Và Nguyễn Thu cũng nghĩ là họ có rất những cái tiềm năng riêng, và Nguyễn Thu mong muốn là mọi người hãy nhìn nhận họ theo cái hướng tích cực, hãy để cho họ có cơ hội phát triển những cái tiềm năng đó. Là một người mẹ có con mắc chứng tự kỷ, nghệ sĩ Nguyệt Thu đã quyết tâm mang phương pháp trị liệu âm nhạc đến với trẻ tự kỷ Việt Nam. Từ đó, chị đã góp phần phát hiện nhiều tài năng, giúp các em trị liệu tinh thần và cho các em cơ hội được thể hiện bản thân. Mà em diễn cái chương trình này mục đích là không phải để cho người ta xem, mà là để cho phụ huynh người ta biết rằng là đưa con mình là đến đâu và con đường nào là chữa bệnh tự kỷ này. Em cảm thấy là rất là vui, và khi mà em đàn trên sân khấu em cảm gần như là không lo lắng mà coi như là mình đang dạo chơi. Toàn bộ số tiền thu được từ đêm diễn này sẽ được quy thành 10 suất học bổng nghệ thuật trao cho 10 em nhỏ mắc chứng tự kỷ tại Hà Nội. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin, xin mời quý vị cùng điểm lại những sự kiện chính đã diễn ra trong tuần qua. Trong tuần qua, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã miễn nhiệm và bầu mới hai chức danh Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước. Theo đó, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia thay ông Nguyễn Sinh Hùng. Miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang và bầu Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch nước. Cũng trong tuần qua, ngay sau khi đến Washington để tham dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry để trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry cũng đã khẳng định Tổng thống Obama rất trông đợi chuyến thăm Việt Nam sắp tới và cho biết Tổng thống Obama mong muốn đẩy mạnh hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên các vấn đề chiến lược. Trong tuần qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã đồng tổ chức lễ công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Đà Nẵng liên tục giữ vị trí cao nhất kể từ 2006. Báo cáo PCI 2015 cũng đã ghi nhận những phản hồi tích cực của các doanh nghiệp về quá trình cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Hội chợ du lịch quốc tế Ukraine lần thứ 22 với sự tham gia của hàng trăm hãng, công ty du lịch lớn của gần 30 quốc gia đã diễn ra trong vòng 3 ngày từ 30 tháng 3 đến 1 tháng 4 tại thủ đô Kiev. Việt Nam lần đầu tiên tham dự với tư cách cấp nhà nước thông qua cơ quan đại diện của mình là Đại sứ quán Việt Nam để giới thiệu với du khách Ukraine và quốc tế về tiềm năng du lịch cũng như trao đổi thông tin, thúc đẩy liên kết du lịch. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.